Hai các bạn, hôm nay là ngày 23 tây tháng 5. Menu trong chỗ của mình for lunch thì nó lại nấu làm cái breakfast combo with hash brown trứng, bacon với toast. Mà nhiều người lại thích cái phần này là cho buổi sáng, nhưng mà nhiều người lại thích nó cho lunch. Giá của nó sẽ là 6 đồng 99, trong khi buổi sáng thì chỉ có 4 đồng 25. Này là beef barley, croissant với lại rau với lại đậu hummus. Còn mấy cái này là những cái món thường ngày của mình có. Nhìn cái quá xanh thì lúc nào cũng hấp dẫn các bạn ha. Rồi, mình chuẩn bị một ngày mới thật đẹp nha các bạn.